mình cũng đang đi làm ở phòng khám rồi, thì mình muốn có cơ hội để đi học thêm. Thì khi chọn trường thì mình đã chọn một trường ở nước Úc, vì khi ở nước Úc thì môi trường rất là tốt nên mình cảm thấy rất thích nên mình muốn đi du học Úc. Khi mà nhận được visa du học Úc thì mình cảm thấy rất là vui, mình cảm thấy là như tương lai mình mở ra một môi trường mới. Khi mình có ý định đi du học thì mình lên mạng mình tìm một số trung tâm đi du học, thì cũng biết được trung tâm qua mạng internet. Thì khi đọc về thông tin của trung tâm có rất là nhiều trường hợp du học sinh đậu ở đây nên mình cảm thấy khá an tâm, hài lòng khi chọn Tân Đại Dương. Làm hồ sơ ở trung tâm Tân Đại Dương thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Mọi người rất là vui vẻ và hòa đồng với mình, hướng dẫn mình rất là tận tình. Nói chung thì mình cũng không có khó khăn khi chuẩn bị hồ sơ thủ tục để làm hồ sơ đi du học. Chị Hương nói chung thì hầu như là chị Hương chuẩn bị tất cả, mình chỉ bổ sung những cái thiếu cần thiết đối với làm hồ sơ để đi du học thôi. Thì mình cảm thấy rất là hài lòng với chị. Mình làm hồ sơ cũng không quá là khó khăn nhảy, thì mình cảm thấy là rất là mọi điều rất là thuận lợi diễn ra đối với mình. Mọi hồ sơ của mình họ được trung tâm làm thì cũng rất là nhanh. Nói chung thì mình làm hồ sơ chỉ cần hơn được 2 tháng rồi. Qua Úc thì mình sẽ học BIT, sau đó sẽ học lên đại học ở trường ECU. Mình cũng tìm hiểu sơ về trường ECU thì một môi trường rất là lớn, rất là hiện đại, thì được thành lập rất là lâu đời. Và cái điều kiện mà mình thích nhất ở đó là có rất là nhiều sinh viên quốc tế đại học ở đó. Mình thì mình cảm thấy ở đó là một môi trường rất là nhiều ngôn ngữ học tập ở đó. Mình cảm thấy rất là thú vị khi tìm hiểu về những môi trường ở đó. Khi mình nhận được visa rồi thì mình muốn có lời khuyên cho các bạn thì cứ mạnh dạn tự tin thực hiện ước mơ của mình. Hãy hy vọng, cứ luôn hy vọng là mình chắc chắn mình sẽ được, chứ đừng bao giờ từ bỏ. Muốn chuẩn bị hồ sơ du học Úc thì trước tiên là mình phải xác định tài chính của gia đình mình, ai là người bảo trợ cho mình, và cái ngành mình học ở đâu, mình chọn trường nào, rồi khi đi học ở đó thì môi trường ở đó là như sao, mình ở sao, mình qua đó thì mình sẽ ở đâu, giấy tờ thì mình cần những gì, những vấn đề cần thiết nhất cho mình như chứng minh giấy bằng tốt nghiệp ở trường, hay những thứ liên quan như bằng tiếng Anh, hộ khẩu gia đình. Nhưng mà điều quan trọng nhất là giấy tờ của người bảo trợ cho mình. Thì mình là người đi trước thì cũng muốn chúc cho những bạn đi sau cũng may mắn như mình, sẽ nhận được visa một cách sớm nhất.